Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Đối tượng đâm bạn gái tử vong, xả bình ga đốt phòng trọ. Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ đối tượng đâm bạn gái tử vong, xả bình ga châm lửa đốt phòng trọ. Đến 22 giờ 15 phút ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Tân Uyên phối hợp cùng các đơn vị công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương. Vụ án mạng xảy ra ở một nhà trọ trên đường điện thoại 746, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm, một nam thanh niên đã đâm bạn gái tử vong trong phòng trọ. Đối tượng sau đó xả bình ga châm lửa đốt phòng trọ. Người dân nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng ngay sau đó công an địa phương và người dân cùng nhau dập lửa, khống chế và đưa đối tượng bị thương đi cấp cứu. Theo ghi nhận, đến hơn 22 giờ, công an vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để thực hiện khám nghiệm. Một bình ga và nhiều chứng cứ đang được công an thu thập để điều tra làm rõ vụ án mạng. Ô tô phi vào đường cấm, thông chốt cảnh sát giao thông, trên xe có ma túy. Ngày 3 tháng 9, công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang điều tra, xử lý các đối tượng liên quan vụ ô tô chở quá người quy định thông chốt cảnh sát giao thông và trên xe có ma túy. Trước đó, vào tối ngày mùng 2 tháng 9, đội CSGTTT Công an thành phố Biên Hòa đang làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông, cấm các phương tiện xe ô tô đi vào Phan Trung. Tuy nhiên, tài xế ô tô biển kiểm soát 95A112.04 vẫn cố tình điều khiển xe vào đường cấm. Lực lượng ra tín hiệu dừng phương tiện, tuy nhiên tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, khi đến phường Tân Mai thì bị các lực lượng bắt giữ. Qua kiểm tra, phát hiện ô tô 5 chỗ nhưng chở 8 người, kiểm tra nồng cồn đối với tài xế V, 25 tuổi, thường trú tại tỉnh Ninh Bình, có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg lở khí thở. Tiến hành kiểm tra hành chính số người trên xe, phát hiện đối tượng N, 5S, 23 tuổi, có nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy. Test nhanh 8 đối tượng, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy, 2 nam, 1 nữ, tổ tuần tra còn phát hiện dưới gầm xe ô tô có một túi ni lông chứa ma túy tổng hợp, hàng khai. Qua đấu tranh đối tượng S khai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy do S vứt xuống gầm xe để phi tang. Hỗn chiến kinh hoàng, một người chết, một người bị thương nặng. Hai nhóm thanh, thiếu niên đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Ngày mùng 3 tháng 9, Công an thành phố Lai Châu cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng bị bắt gồm Phan Cao Quần, 20 tuổi, Tần Minh Phúc, 20 tuổi, Tần Phàn S, 16 tuổi, Tần Minh Hát, 15 tuổi, Phàn A Tông, 21 tuổi, Xin Mạnh Hát, 15 tuổi, Tần Cao C, 15 tuổi, Phàn Tiến Minh, 21 tuổi, cùng chú tại xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trước đó, do có mâu thuẫn nên vào khoảng 23 giờ ngày mùng 1 tháng 9, nhóm thiếu niên gồm Sùng AS, 16 tuổi, Má A K H, 16 tuổi, Tần AP, 13 tuổi, cùng một số thanh niên khác chú tại xã Sùng Phài, Thành phố Lai Châu và nhóm của Phan Cao Quẩn, 20 tuổi, đối tượng cầm đầu, đã dùng hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, gậy sắt và vỏ chai bia lao vào đánh nhau. Hai nhóm đã sử dụng xe máy để đuổi nhau qua các tuyến đường từ xã Sùng Phải đến khu vực trung tâm thành phố Lai Châu. Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Phan Cao Quẩn đã dùng dao, gậy sắt tấn công khiến T, A, à, sinh năm 2011, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Một thanh niên khác là G, N, T, bị thương nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Lai Châu đã tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.